Khi về già có bốn việc phải tránh, bốn thứ cần phải cần chuẩn bị. Quý vị thân mến, cuộc sống là những chuyến đi. Hãy sống thật tốt, hãy trân trọng nó và đừng để những điều nhỏ nhặt không đáng có làm cản trở bản thân. Khi tuổi già đến, nếu học được bốn điều phải tránh và bốn thứ cần chuẩn bị sau đây, thì bạn có thể sống trong những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời này một cách thảnh thơi, thoải mái và vô tư. Thứ nhất là bốn thứ tuyệt đối phải tránh. 1. Những tranh luận không cần thiết, không đáng để tranh cãi. Tranh luận với người không cùng trình độ là một kiểu tiêu hao lãng phí không cần thiết. Họ chưa từng đến nơi mà bạn đã đi, không biết đến cuốn sách mà bạn đã đọc, không biết người mà bạn biết, thì làm sao có thể nói cho họ hiểu hết được. Nếu ngày nào cũng phải đi giải thích hết chuyện này đến chuyện khác với người khác, vậy thì quỹ thời gian của bạn lúc nào cũng lãng phí vào mấy cuộc tranh luận. Tâm trạng đang tốt của bạn cũng vì những cuộc tranh luận này mà trở nên tệ đi. Trong Thu Thủy, Trang Tử có nói một câu như sau: Hạ trùng bất khả ngữ băng, chẳng thể đàm luận về băng giá với côn trùng mùa hạ. Khổng Tử cũng từng khuyên đệ tử rằng đừng có nói chuyện bốn mùa với loài châu chấu mà sinh ra vào mùa xuân và chết đi vào mùa thu. Giữa đôi bên, nếu tồn tại một khoảng cách quá lớn thì để hiểu nhau sẽ là một sự nỗ lực vô cùng lâu dài và vô ích. Bạn đứng trên đỉnh núi và nói với họ rằng trước mặt họ là đại dương, nhưng họ đang ở lưng chừng núi thì làm sao có thể thấy đại dương khi trước mắt chỉ thấy cảnh hoang tàn. Vậy nên thay vì tranh luận với họ, thà đi về phía đại dương và làm việc của chính mình, quý vị ạ. 2. Những chuyện vô nghĩa, không đáng để canh cánh ở trong lòng. Rất nhiều người bị cuộc sống vùi dập, không phải là do những vấn đề khó khăn to lớn, khó giải quyết, mà lại vì những chuyện nhỏ nhặt, quá đỗi tầm thường. Bởi vì những việc nhỏ bé vặt vãnh kia có thể không ngừng làm tiêu hao tinh thần và sức lực của con người. Vào cuối thời Đông Hán, một người đàn ông tên là Mạnh Mẫn đã mua một chiếc vò đất và vô hình làm vỡ nó khi đi trên đường. Mạnh Mẫn liền bỏ đi ngay mà không thèm nhìn nó lấy một cái. Người qua đường thấy lạ đã bèn hỏi: Cái vò của anh bị vỡ rồi, sao anh không thèm nhìn nó lấy một cái? Mạnh Mẫn đã trả lời: Cái vò bị vỡ rồi thì tôi còn nhìn nó làm gì nữa? Đối với Mạnh Mẫn, việc ở lại và tiếc một cái gì, một cái vò, có thể khiến anh ta bị lỡ mất thời gian trở về nhà trọ, nơi anh ta có thể nghỉ chân vào buổi tối, hoặc có thể bỏ lỡ ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài kia. Thay vì đứng lại và hối hận, tốt hơn hết là nên khởi hành ngay lập tức, không dừng lại và cũng không nhìn lại. Trên đời này cái gì cũng phải có cái giá phải trả. Nếu bạn lãng phí thời gian cho những việc không đáng thì chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác. Thay vì lãng phí cuộc đời để vướng vào những điều không đáng có, tốt hơn hết bạn nên tiến về phía trước ngay lập tức, không vướng bận, không hối hận và không ngoảnh đầu nhìn lại. 3. Đánh giá của người khác không đáng bận tâm. Trong Trang Tử có một người tên là Sĩ Thành Khởi, thường hay nghe người ta ca tụng Lão Tử, liền trèo đèo lội suối đi khắp nơi để tìm gặp ông. Thấy bộ dạng Lão Tử không được tốt, nơi ở cũng sập sệ bừa bãi, Sĩ Thành Khởi đã nói: Người ta nói rằng ông là thánh nhân, nhưng tôi thấy ông chẳng khác gì một con chuột. Lão Tử liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục đọc sách, hoàn toàn không để ý đến lời của hắn nói. Sĩ Thành Khởi đành phải rời đi. Ngày thứ 3, Sĩ Thành Khởi cảm thấy mình hơi quá đáng, lên đến để tìm Lão Tử và xin lỗi. Lão Tử nói với anh ta: Nếu tôi đã đạt đến đại đạo thì có vấn đề gì đâu khi anh gọi tôi là con lợn, con chó hay là con chuột. Tôi vẫn là tôi thôi. Ông nói cái việc gì là của ông, điều này không ảnh hưởng đến tôi, cũng không thể làm thay đổi tôi. Người khác có nói vài câu đã bực tức dậm chân, đó là trong lòng vẫn chưa đủ bình tĩnh. Một người có nội tâm phong phú, họ luôn sống là chính mình, chứ không phải sống trong miệng lưỡi của người khác. 4. Những mối quan hệ đi quá xa, không đáng để níu kéo. Có một câu nói như thế này: không biết từ lúc nào mà mọi thứ đồ đều có hạn sử dụng. Cá thù đào sẽ hết hạn sử dụng,
thì hộp sẽ hết hạn sử dụng, thậm chí cả bọc ni lông cũng hết hạn sử dụng. Các mối quan hệ của con người cũng vậy. Có một số người không nên cưỡng ép, có một số mối quan hệ không nên níu kéo, nên học cách chấp nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể ngày càng xa cách và phải chấp nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể nói lời ly biệt. Cuộc đời là chuỗi những ngày ly biệt. Không nên giống như đứa trẻ, cứ cố nắm lấy đồ vật không muốn buông. Chỉ có cách buông, bỏ đi mới có thể nhận về phần thưởng tốt hơn. Với những người không đáng, với những chuyện không đáng hay với những thứ đồ không đáng, chúng chỉ đang cố gắng tước đoạt đi những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống của bạn mà thôi. Điều bạn cần làm là giành lấy những thứ tốt đẹp vốn thuộc về bạn từ tay những thứ không xứng đáng đó. Đừng đánh giá quá cao mối quan hệ của bạn với bất cứ ai và cũng đừng đánh giá thấp khả năng độc hành của bạn. Chỉ có cách không vướng bận những chuyện không đáng thì mới có thể làm được điều này. Đó là trong lòng vô ưu vô sự, trong lòng vui vẻ an nhiên. Thứ hai, bốn điều cần chuẩn bị khi về già để cuộc đời an nhàn và hạnh phúc. Một là sức khỏe ổn định và tinh thần tốt. Thông thường thì khi về già, con cái của bạn cũng gần như ở tuổi đôi mươi và chúng có thể bắt đầu tự lo cho cuộc sống riêng. Sau nhiều năm đi làm, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền để tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu. Song tiền đề của những ngày tháng an nhàn tuổi già lại là một cơ thể khỏe mạnh. Sau khi tuổi già ập đến, sức khỏe thường suy giảm, bệnh tật cũng bắt đầu tìm đến. Chẳng hạn xương, chức năng não hay hệ thống miễn dịch sẽ không còn khỏe như khi bạn ở độ tuổi 20 hay 30. Vì vậy, tưởng rằng đây là khoảng thời gian rảnh rỗi để tận hưởng cuộc sống, đôi khi lại chính những ngày tháng bạn phải chống chọi với những căn bệnh. Vì lý do này, nhiều người giảm dần sự hứng thú trong cuộc sống vì đeo trên vai cảm giác là gánh nặng cho con cái. Vậy nên dù có giàu có địa vị cao đến đâu, sức khỏe ổn định và tinh thần tốt luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để có những ngày tháng tuổi già an nhàn. 2. Một người bạn đời. Cuộc đời này, người bên bạn lâu nhất không phải là bố mẹ con cái, cũng không phải là anh em hay bạn bè, càng không phải đồng nghiệp hay người yêu, mà là người bạn đời. Đây mới thật sự là người sẽ chung sống với bạn suốt cuộc đời. Bạn bè dù có chân thành cũng không thể bên bạn mãi mãi. Bố mẹ dù có tốt cũng không thể luôn ở bên bảo vệ bạn. Con cái có thân thiết cũng không thể sống mãi bên cạnh bạn. Anh em dù có là máu mủ thân thiết cũng không thể ở bên bạn mỗi ngày. Chỉ có vợ chồng, người mà ta vẫn gọi là bạn đời mới có thể chung sống bên bạn sớm chiều. Vì vậy, hãy thật trân trọng người bạn đời. Khi còn trẻ, bạn đối xử tốt và chân thành với nửa kia, nên vợ chồng mới luôn ở bên và hết lòng yêu thương bạn. Đừng đánh mất người vợ, người chồng vẫn luôn yêu thương bạn nhất. Vì suy cho cùng, họ chính là người sẽ ở bên bạn lâu nhất trong cuộc đời này. Mỗi khi nhìn thấy những cụ ông cụ bà với mái tóc bạc phơ dìu nhau đi bộ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Để có những khoảnh khắc hạnh phúc đó, họ đã cùng nhau trải qua bao sóng gió của cuộc đời, nhưng vẫn mãi bên nhau, không bao giờ rời xa. 3. Gia đình hòa thuận. Với những năm tháng tuổi già, điều thật sự đem đến cho bạn tình yêu và sự bình yên là một gia đình hạnh phúc. Và tiền đề của hạnh phúc đó không phải là số lượng của cải. Bởi vì có đôi lúc càng nhiều tiền thì càng dễ gặp rắc rối. Nhiều gia đình giàu có vốn dĩ có thể sống rất bình yên và thuận hòa, song vì tranh chấp của cải và tài sản mà dẫn đến rạn nứt tình cảm. Anh em vì tư lợi mà đấu đá nhau, cha mẹ vì vậy mà dễ phiền lòng. Vậy nên gốc rễ của một gia đình hạnh phúc đó là sự hòa thuận. Khi người trong gia đình cùng đồng lòng, đoàn kết, thì dù cuộc sống có bao nhiêu hố sâu, muốn ghì chúng ta lại, thì tất cả những người thân trong nhà sẽ dùng đủ mọi cách để giúp bạn vượt qua. 4. Là tiền hưu trí. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì cũng không có tất cả.
Do vậy, một khoản tiền để dành là thứ có thể đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta sau này, nhất là khi chúng ta về già. Bởi không có tiền, cuộc sống của bạn rất khó hạnh phúc hay bình yên. Nhiều người nói nuôi con là để phòng tuổi già nhờ cậy. Song thực tế, bạn nên giữ cho mình một khoản tiền riêng, vì con cái cũng có gia đình riêng nên khó có thể chu toàn mọi việc. Do vậy, để tránh tình trạng khi về già, chúng ta phải đối mặt với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, như con cái đối xử tệ bạc. Ngay từ khi còn trẻ, bạn nên có kế hoạch tài chính, cũng như các khoản dự phòng để chủ động tài chính khi đến tuổi xế chiều. Hãy chủ động trong mọi tình huống rủi ro khi bản thân không còn sức lao động.